Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ bóc chiếc Render màu bạc ra để làm video cho các bạn. Phải có một cái lý do nào đó mình mới chọn màu bạc làm nhân vật chính của ngày hôm nay. Thì lý do đó rất là dễ hiểu thôi. Chiếc màu sắc này á, màu bạc này á, nó đã ngừng sản xuất rồi. Bộ màu này nó đi kèm với Yamaha Render từ lúc nó ra mắt tới bây giờ. Và bây giờ nó ra một bộ màu 2024, cho nên là những màu 2023 gì nó sẽ ngừng sản xuất nè. Nó ra mấy cái màu sắc mới như màu xám tem xanh nè, đen nhám tem hồng nè, hoặc là màu đen bóng tem màu hồng như thế này. Đó, thì màu bạc này đã ngừng sản xuất rồi. Ví dụ như màu xám cũ ngưng sản xuất thì ra màu xám mới thay thế, hồng cũ ngưng thì ra hồng mới. Nhưng mà màu bạc ngừng sản xuất, không có bất kỳ một phiên bản màu bạc nào mới thay thế hết. Cho nên là mấy bạn nào thích màu bạc á thì các bạn mua tại thời điểm này. Nó ngừng sản xuất không có nghĩa là tất cả đại lý khách hàng, như đại lý mình vẫn còn xe quay cho mấy bạn xem. Thì tức là khi nó hết hàng tất cả đại lý á, là các bạn đặt hàng người ta sẽ không nhận cọc nữa. Trừ trường hợp các bạn đặt dàn áo rồi các bạn lắp ráp vô thôi. Chứ hãng đã ngừng sản xuất một màu nào rồi là các bạn đặt họ sẽ không giao hàng nguyên con ghim nữa đâu. Mua thì mua dàn áo màu bạc thôi. Đó là nguyên nhân mà các bạn hay mua màu sắc này trước khi nó hết hàng trên toàn quốc. Rồi chiếc này nó màu bạc mờ, mấy cái mạ mạ của nó cũng là màu bạc mờ luôn, là nó sẽ đi theo cái mặt nạ trước cũng như là mấy cái viền xung quanh đèn xe. Tem của nó sẽ có những cái đường chỉ màu đen rất là đơn giản thôi, nằm ở phía mặt trước và phía bên hông xe. Cái tem của 2024 nó sẽ to hơn, nhưng mà nhắc lại nha, nó không có màu bạc nha. Mình thấy đây là một màu sắc khá là sang trọng và rất là dễ phối đồ cho mấy chị nữ chứ. Và Yamaha Việt Nam lần này cũng tiến bộ hơn rồi, nhờ mấy anh người mẫu nam để quảng cáo cho những dòng xe Render màu đen nữa chứ. Và chiếc này là chiếc full option, tức là đầy đủ tính năng nha. Phiên bản này là phiên bản giới hạn, cho nên đây là phiên bản đầy đủ tính năng nhất. Còn mấy bạn mua phiên bản tiêu chuẩn thì mình không có quay trong video này. Còn giá thì hiện tại trong tháng này đang có khuyến mãi 2 triệu là còn 50-51 triệu, dao động khoảng đó. Nói chung là hôm nay là cuối năm rồi, cuối tháng 12 và còn 1-2 ngày nữa qua tháng mới rồi. Thì qua tháng mới mấy bạn mới mua á, thì mấy bạn cập nhật lại nha. Còn giá thời điểm này dao động 50-51 triệu ta. Còn qua tháng mới thì có chương trình mới thì chúng ta cập nhật lại sao. Tại vì bữa nay là cuối tháng 12 rồi, sắp bắn giao thừa và bắn pháo bông. Cần Thơ cũng có bắn pháo bông á mọi người. Có ai lên đây coi không? 31 ngày mai, tối ngày mai. Còn tối ngày nay ở Sa Đéc có Hà Anh Tuấn với lại Hương Lan. Thích quá mà không biết đi được không, sao quá. Rồi không về kịp 31 đi làm nữa chứ. Đèn là đèn LED trắng 2 tầng. Ở chỗ này là cái đèn Demi, nó cũng là dạng LED luôn. Và đèn xi nhan bóng màu vàng cũng là LED. Hiện tại thì chiếc xe Render này đèn là đèn LED hết, không còn sử dụng bóng halogen giống như là mẫu Render ngày xưa nữa. Rồi xuống đây một tí xíu thì đây là phiên bản đầy đủ tính năng, sẽ được trang bị thắng ABS. Cái hệ thống chống bó cứng phanh này nó sẽ giúp an toàn hơn khi các bạn thắng, nó hạn chế cái khả năng bó cứng bánh cũng như là chống chân trượt, nó an toàn hơn, vỏ là vỏ không ruột luôn nha. Rồi ở phía trong này chúng ta sẽ có thêm một tính năng nữa, Stop and Start, chế độ tự động ngắt. Khi các bạn dừng xe thì xe sẽ tự động tắt máy, chúng ta chỉ cần vặn ga và chạy thôi, không có cần phải để lại. Vẫn có công tắc đèn. Bây giờ đối với mình đây là một tính năng rồi, bởi vì tất cả dòng xe tay ga mới bây giờ là bỏ công tắc đèn hết trơn rồi. Chỉ có chiếc này là vẫn còn giữ lại công tắc đèn, mặc dù nó cũng mới ra mắt gần đây. Rồi ở đây là cái nút đề. Mặt đồng hồ là mặt đồng hồ điện tử ha. Bây giờ mình sẽ đấu nhẹ cái bình để mình bật lên cho mấy bạn xem mặt đồng hồ. Thì ở trên á là trắng đen, ở dưới á là màn hình màu. Đó, thì các bạn có thể xem audio nè, chip nè, lít trên 100 cây. Đè giữa thì nó sẽ quay về thông số khác cho các bạn xem. Có chữ AVE là mức tiêu hao nhiên liệu trung bình đó, bếp là bình nè, giờ đồng hồ nè. Đó, đầy đủ hết cho các bạn. Ở bên này sẽ có app trên Eco, là khi các bạn chạy tiết kiệm nó sẽ có cái kim cao lên. Xăng, rồi km/h. Dưới này là mấy cái đèn tín hiệu thôi. Có xi nhan sang hai bên nè, ABS nè, báo lỗi nè, nhận diện chìa khóa, smart key, vân vân mây mây. Rồi bên này là pha code, cái kèn đặt ở vị trí dưới cùng rất là thích nha. Xi nhan thì nó nằm ở trên. Khóa thông minh và sẽ có một cái hộc chứa đồ trước chỗ này, là các bạn có thể để bao tay, khẩu trang, chai nước các thứ, hoặc là các bạn có thể sạc điện thoại, có cổng sạc luôn. Các bạn để điện thoại đó cho anh ta lấy. Đó, rất là nhiều tiện ích luôn nha. Hầu như cái dòng xe máy có tính năng nào là chiếc này nó sở hữu gần hết trơn luôn rồi đó. Và chỉ với một thao tác nhấn là các bạn có thể mở cái nắp bình xăng ra rất là dễ luôn ha. Dung tích bình xăng thì tầm khoảng 4 lít, và cái bình xăng nằm phía trước nó cũng tiện lợi cho các bạn nữa. Với mức tiêu hao nhiên liệu đứng đầu Việt Nam trong dòng xe tay ga, 1.66 lít trên 100 cây. Hiện tại chưa có bất kỳ một chiếc xe tay ga nào tiết kiệm bằng chiếc xe này.
Đó. Bình xăng nằm phía trước là khi chúng ta đổ xăng chở 2-3 người chẳng hạn, chúng ta cũng không cần phải xuống xe, rất là tiện luôn, không cần phải xuống xe để mở cốp. Và sẽ được một cái sàn để chân rất là rộng rãi. Cái size giày của mình là 42 nè, các bạn có thể thấy thì chân mình là khá là to rồi đó. Mấy chị nữ là nó sẽ nhỏ hơn nữa, và để chân nó thoải mái hơn nữa, chở thú cưng gì nó cũng dễ dàng hơn luôn. Nói chung là nó rộng hơn chiếc Trinet nhiều. Rồi, về cái tiện ích á, thì có hộc chứa đồ trước, có sàn để chân rộng, và chúng ta sẽ có một cái móc chứa đồ ở đây cho mấy bà nội trợ đi chợ nữa, đúng không? Quá trời nhiều chỗ để đồ. Thêm một cái nữa, một cái cốp rất là rộng luôn, tầm khoảng cỡ 27 lít á. Và các bạn có thể để đồ vi vu, tại vì cái bình xăng nằm phía trước là chúng ta sẽ không bị chèn cái bình xăng nằm chỗ cốp. Có một cái miếng lót sẵn của hãng luôn nha mọi người. Nhiều xe thì nó không được trang bị, như Firio thì nó sẽ không có. Có kiến nè, chế độ bảo hành xe là 3 năm hoặc là 30.000 cây, bảo hành bảo dưỡng là trên toàn quốc, đi bất kỳ đại lý nào cũng được nhé. Và sử dụng khóa thông minh Smart Key. Cái khóa này thì ngoài chức năng là khóa xe, mở xe, và nó còn có tính năng là tìm xe nữa. Khi các bạn ấn vào á, thì nó sẽ kêu tiết tiết và nó nháy 4 cái bóng đèn xi nhan để cho biết chiếc xe chúng ta đang đậu ở đâu trong bãi đỗ xe chẳng hạn. Đó, nó rất là tiện á. Ngoài ra thì ở đây nó có cái đèn nữa mọi người. Cái bình nó vụt cái dây mà nó tắt rồi nè. Nè, tối là các bạn đánh nháy đèn. Tối là các bạn, lại mình chưa gắn bình là nó sẽ sáng hoài luôn nha. Rồi số khung xe nó cũng nằm trong cốp luôn. Đó, con này quá trời. Tiền nào của nấy mọi người. Giá cao tí xíu mà nó quá nhiều tính năng. Còn kiểu dáng đó là nhiều người nhận xét rất là đẹp nha, nó giống phong cách của châu Âu, của Ý gì đó, vân vân. Mọi người sẽ có một cái con mắt nhìn khác nhau. Đèn sau cũng rất là đẹp, làm lại một cái đuôi mình thấy đẹp hơn so với Grande đời cũ nhiều. Viền của nó cũng là màu bạc mờ giống như là cái mặt nạ ở phía trước. Xi nhan của nó cũng đẹp ha, mắt hí tí xíu. Ở đây sẽ có một ít thông số nè. Xe này nặng khoảng 100 kg, 125 phân khối, nằm sản xuất 2023, và nó chỉ có một cái phuộc thôi. Với cái cân nặng này thì xe khá là nhẹ mọi người. Nhiều người thấy cái xác nó to to vậy đó, thật ra nó nhẹ lắm, nó không có nặng như mọi người tưởng tượng đâu. Và cái dè sau mình thấy nó bự và nó sát với cái bánh này, cho nên mình nghĩ nó không gian xình nhiều, nên hãng cũng không có bán dè chống bụng con. Phanh sau là thắng sau là thắng đùm, và cái vỏ là cũng là vỏ không ruột luôn. Cái gác chân sau á, nó rộng, người ngồi sau để chân cũng thoải mái, và các bạn kéo ra kéo vô nó cũng dễ hơn là ngày xưa ấn vô nó bung ra, ấn ra nó bung vô á, riết là nó lợn nó hư luôn. Còn cái này nó dễ hơn nhiều mọi người. Tính ra là cái sau một cái quãng đường dài thì chúng ta lại gặp nhau ở vị trí cũ á. Cái chìa khóa cơ thì các bạn muốn mở cúp yên dự phòng, các bạn ghim phía dưới này, nó nằm ở dưới đít xe, ghim địa giới thật ấn lên trên. Rồi, nói chung là chiếc xe này là sử dụng động cơ Luco Hybrid. Nhiều khách hàng đồn là ai trời, chiếc xe này chạy ngồi cái nó xài điện, nó không xài xăng, tiết kiệm xăng là gì. Oh no no no, không có chạy bằng điện, có sạc bao giờ đâu mà chạy bằng điện. Động cơ Hybrid chỉ là trợ lực điện thôi, chúng ta vẫn sử dụng xăng như thông thường nha. Với khối động cơ này sẽ cho một chiếc xe nó nhẹ nè, nó vận hành êm ái, mượt mà và tiết kiệm nhiên liệu thì mấy bạn biết rồi. Chỉ có một điều là mấy bạn xem video mấy bạn thấy nó lùn, mấy bạn ra ngoài mấy bạn cũng thấy lùn, nhưng mà nhảy lên ngồi thì lại thấy nó cao. Chiều cao yên này khá là cao á nha, nên cân nhắc trước khi mua, ra ngồi thử đi. Rồi, đến đây thì video mình cũng xin kết thúc được rồi nha. Thông tin cửa hàng Quang sẽ để với dưới phần mô tả, các bạn xem phía dưới nha. Lưu ý một điều, màu bạc này ngừng sản xuất rồi nha. Coi video này thì mua sớm sớm. Bye bye mọi người, cảm ơn mọi người đã xem mà, tạm biệt.